walking around tại khu vực Limare đó nha. Đây chỗ Airbnb. Chiều nay nó đòi đi ăn cái gì đó không biết nữa, ngồi vô mới biết. Đây khu shopping quán ăn on the street của Limare này nha. Đông đúc chưa? Quá trời đông đúc luôn. Order bar. Bên này là cái gì vậy ta? Oh, movie theater. Sao để vô? Này bán rẻ hơn nhiều mặt không? Đâu để vô nhỉ? Ngay ngang khu vực Limare shopping bán ba cái đồ. Bán để. À, trời đông đúc luôn, để đứng lên quay. Chờ chút xíu, chờ chút xíu. Đây quán cà phê này so cute. Đi tới đây đi. Ở đây gì bên đó vậy? The bridge bắc ngang dòng sông Seine ở tại Paris ngay Eiffel Tower nè nha. Có những cái ổ khóa ở đây. Ai có muốn khắc tên lên là khóa vô trong chiếc cầu này giống như ở Frankfurt vậy đó. Gọi là Love Bridge ở dòng sông Seine này. Bên cạnh dòng sông Seine đây. Es que se mira bonito.
giờ đây chờ đặng chút nữa Eiffel Tower nó lên đèn. Rồi đi crew ở trên dòng sông đây. Giờ nó mới bắt đầu lên đèn. Đây, Lock Bridge cũng giống như ở Phan Phật đây. Chiếc cầu tình yêu. Dòng sông Sen đây. Cầu Lock Bridge đây. Paris by night nè nha, cái này đúng là Paris by night nè. Đang ở Eiffel Tower chờ hồi nó lên đèn. Đây Paris by night đây. Người ta đang chờ lên đèn. Đông dữ lắm, đông luôn nha. Tại vì đằng kia nó tối nên không thấy được. Đêm về đi rồi ngồi trên bãi cỏ để chờ coi Eiffel Tower lên đèn này nè. Khung cảnh mọi người ngồi bãi cỏ, người ta đang kia đi di chuyển luôn vậy để chờ Eiffel Tower lên đèn. Đây Eiffel Tower đây dưới chân này. Eiffel Tower đang lên đèn đây nha. Người ta con biết sao The Louis the Best không? Tại sáng mơ đó mình tươi, còn tươi tỉnh. Thành phố Pháp vào buổi sáng chủ nhật đi nha. Giờ đang đi vào metro đặt qua quận 13. Thành phố Pháp vào buổi sáng chủ nhật đây nha. Quay cảnh thành phố Pháp. Saint-Marcel. Đi metro lên, chuyến metro trạm cuối cùng để đi qua quận 13 Metro 5, quận 13 khu Việt Nam. Tới khu Việt Nam ở đây nha. Khu Việt Nam ở bên Pháp rồi nha. Nhà hàng Việt Nam.
Mùi bánh cuốn bay lên rồi đó. Mùi hành cháy á. Đây. Tới quận 13 rồi nha. Đây nhà hàng Việt Nam ngồi bên trong ăn đây. Cái này qua nhìn thấy châu Á. Châu Á không à nha. Trái cây bên Pháp để coi có trái cây gì. Đây chợ châu Á Việt Nam nha. Ồ, sầu riêng hồi mua trái vậy khui ăn con. Đây sầu riêng ở bên Pháp nha. Đây sầu riêng trái cây chợ bên Pháp đây. Ừ, chút nữa mua chút ghé vô mua trái cây. Đây nè, chữ tàu, chữ đồ nè. Khu vực Asian bên Pháp. Bên kia được có cái công viên. Ồ, công viên đó cũng nhiều hoa ghê kìa. Hay hồi qua công viên nó chụp một hai tấm hình đó. Ồ men. Cái hoa cái hồng thẹt này nha. Đang đi bộ tới à. Ừ, hồi ăn xong rồi đi qua đó nha. Đang ngồi ăn ngoài luôn. Phở bánh cuốn 14 bên trước kìa. Này, phở bánh cuốn 14 ở phía trước đó. Ngồi ăn ngoài đường đi. Quay menu. Đây vô tiệm phở bánh cuốn 14 nha. Ở tại phở bánh cuốn 14 nha. Quá là trời đông ở bên Pháp. Phở bánh cuốn 14 ở bên Pháp đây nha. Bên Pháp là vậy đó nha. Khu Việt Nam đây, người ta ngồi ăn ngoài đường đây, mới ăn phở bánh cuốn 14 xong. Cậu thấy đường đưa museum nha. Này là khách du lịch nè.